ngày 11 tháng 7, Công an quận 10 vừa bắt khẩn cấp đối với Lương Vĩ Trí, 43 tuổi, ngụ quận Bình Tân, để điều tra về hành vi cướp tài sản. Ngày 23 tháng 6, Trí chạy xe máy đảo quanh nhiều khu vực tại quận 10 để tìm cơ hội cướp. Khi đến đường Ngô Quyền thuộc phường 8, quận 10, thì phát hiện chị Hà, 31 tuổi, đang ngồi trong shop quần áo nên dừng xe tiến vào trong. Vào bên trong, tên cướp thấy chị Hà đang ngồi cùng hai con nhỏ nên rút ra con dao dài 30cm, nói lớn tôi là cướp và yêu cầu đưa điện thoại và tiền bạc. Thấy vậy, cả ba mẹ con chị Hà quỳ lại rối rít xin tha mạng. Chị Hà chỉ lý nhí nói được có tiền và run rẩy móc ví lấy hơn 2 triệu đồng đưa cho Trí. Khi tên cướp vừa quay đi thì chị Trang cùng ba đứa con đứng dậy. Kẻ này thấy vậy liền chỉ tay đe dọa, khiến ba mẹ con tiếp tục quỳ xuống. Kẻ cướp đe dọa không được báo công an. Mọi hành vi của Trí đều được camera an ninh của cửa hàng ghi lại. Tối ngày 8 tháng 7, tổ hình sự đặc nhiệm công an quận 10 trong quá trình tuần tra kiểm soát đã bắt được Trí để phục vụ điều tra xử lý. Theo cơ quan điều tra, Trí là người Hoa, trước đây kẻ này cùng gia đình di cư sang Úc nhưng vi phạm pháp luật nên bị trục xuất về Việt Nam, lang thang không công ăn việc làm. Kẻ này trước đó từng có 2 tiền án.